cái quần này vậy đó. Vô rồi. Mình xài nha mấy con. Xài nha mấy con. Gọt cái chai. Nè. Ăn ớt luôn nè. Tới cục cức rồi bà con này. Má sao chạy biến ngọng luôn nè. Má khó chịu quá. Trời ơi. Ăn sao chịu nổi trời. Chép nó thích luôn. Chép mình lâm nó thích rồi. Nhỏ thôi. Ê, chấm không được, chấm chấm cuối lớp thì mình ăn. Đã ăn như cái bầu vậy chứ. Chạy đây cho kén miếng nè. Thấy không? Thì chị ăn không? À, chấm mắm đường xong qua chấm ớt cho nó tới luôn. Mới xài nhân chua thiệt trời. Ớt trời. Má hết. Má ơi. Chua. Nó đỡ này gì đâu, mình nó chua nóng lạnh. Đó người ta không ai bẻ hay lắm. Nãy hồi kiếm cơm sớm. Xài mỗi dịch đi. Dữ dằn chưa. Gọi miếng này. Cho bạn em ăn nó thèm mình chết. Năn nỉ kìa. Năn nỉ cho miếng kìa mỏng cho má ơi. Trời ơi má ơi dữ gì. Thôi được rồi. Người là chấm ớt nha. Hấp mâm đường chấm ớt. Mâm ớt kìa em thấy chấm ớt đỡ chua hơn gì. Mâm ớt đỡ chua hơn đường hả? Ừ. Chua quá là nổi người. Thấy gì không? Bé gì chua dữ thì thừa. Dạ gì đâu mà à, chua. Chua quá ăn luôn. Cô xài chỉ chấm trên nhà. Mắm đường mà chị quậy cái này sao chịu nổi. Nhìn nào. Nước mắm mà ngân nhỉ. Mà thêm vị ngọt đậm đà của đường, đường cát ở Long An mà thêm nước mắm Phú Quốc. À còn mùi thơm. Mùi thơm của ớt chỉ thiên ở Vĩnh Long. Má ơi. Thêm cái muỗng này rồi mà inox nguyên chất nữa. Chống nghỉ xét nữa, trời má ơi. Ăn cái này chịu gì mà nổi. Nè 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 nè. Chị ơi, chị ơi. Lùa ớt xuống cây lắm. Không biết ai. Ớt chứ không. Tới cục cức luôn má ơi. Cho miếng nữa rồi. Chăm thôi, ăn là chăm. Quậy ra 2-3 chén cho bà nội. Nó quậy khác, chị quậy khác đó, tao bầm sẵn ra ăn nè. Tao bầm luôn mới chịu nha, ăn có nổi luôn. Nó ăn thử rồi. Đủ quá. Đủ quá. Chết mẹ ơi. Vừa tối. Tính bầm cho mẹ ăn. Xài rồi, xài đi cày có ai đem đi bầm cho bà nội. Để chấm đi. Má ơi nó chua má ơi. Nó chua. Tính ăn nó còn lan.
bây tưởng tượng nổi luôn chị. Máu đừng có tiền. Ai xài này nó chua mà nó cũng thúi nữa ta. Chua chua chứ. Trời luôn. Thấy chị em không có gì ăn là phải đi kiếm đồ gì cho ăn. Đúng gì? Chân cắp xài. Xài. Gì vậy trời? Bắn con kim nữa. Bắn kim chưa đã đi bắn xài. Nào chị ăn thử em quay vậy nè. Bắn con chim ra máu luôn. Bắn đứt cánh luôn, ừ. Máu gì? Cánh rồi ra chị. Máu. Cái này mà gửi lên miếng xài cái ha. Tới luôn. Em diễn tả cái cảm giác như mà uống hai ly rượu lân lân đứng trên cái xuồng mà ngắm trăng thưởng ngoạn làm một bài thơ liền. Nè. Trời ơi má ơi nước miếng chảy ròng ròng. Nước miếng thừa anh vậy. Tới luôn. Trái nào không chua, trái này chua. Ít chua. Ra nước mắt luôn. Không chặt hết chứ. Vì mà gái người ta khoái ăn. Cái mùi nước mắm cái kích thích mà mình dị giác liền ha. Ăn cái này nè, no. Chưa rồi, đi rồi bển đi. Kiếm kim tích ngoan. Thiếu chi bây giờ. Không hổm không có mày á, tao kêu lắm chạy xe đạp mà nó mua trả giá chứ cái 60.000 bạc. Rồi nó thất rồi kia chạy xe đạp đóng mua đi. Khó rồi. Khó hả? Không dặn, nếu ngày nào không ăn dặn thì em lỡ gì. Ăn không em? Cho nó ngăn chưa xúc miệng, bút cái đi. Cho nó mua nó dài. Không dám nước miếng nó vô chừng nó hại ngọt lắm rồi nghe. Đậm mùi hơn nước mắm rồi. Ngọt quá chứ. Mụ nội ơi, nó chua. Thôi vậy thôi, tạm biệt nha.